chào quý vị và các bạn. Tập đoàn Giáo dục SHB đón đoàn học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Hậu Giang tham dự hội thảo tư vấn hướng nghiệp du học nghề Đức tại trụ sở chính, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các bạn học sinh trung học phổ thông, các hoạt động hướng nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp các em có những định hướng đúng đắn và sự lựa chọn phù hợp cho tương lai của mình. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng của các bạn học sinh, Tập đoàn Giáo dục SHB đã tổ chức chuỗi hội thảo hướng nghiệp nhằm giúp các em tiếp cận được với chương trình giáo dục mới, mở ra cánh cửa phát triển sự nghiệp không chỉ tại Việt Nam mà còn ở những quốc gia khác trên toàn cầu. Tiếp nối hành trình đó, sáng ngày 28 tháng 4 năm 2024 vừa qua, Tập đoàn Giáo dục SHB vinh dự chào đón các bạn học sinh trung học phổ thông của tỉnh Hậu Giang tham dự hội thảo tư vấn hướng nghiệp du học cao đẳng nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức. Buổi hội thảo hướng nghiệp đã đem đến cho các em những thông tin vô cùng hấp dẫn về chương trình du học nghề Đức, như được miễn 100% học phí khi du học, nhận lương thực tập lên đến 1.300 euro trên một tháng, mức thu nhập đáng mơ ước sau tốt nghiệp, cơ hội định cư lâu dài tại Đức, vân vân. Hy vọng rằng buổi hội thảo sẽ giúp các em học sinh khai phá được một hướng đi mới cho con đường phía trước, đồng thời thông tin kịp thời đến các em về cơ hội phát triển bản thân tại Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu trên thế giới hiện nay.